em Bell. Thôi mình tự giới thiệu về cái bản thân của mình ấy. Em là bên Salon Thành Phát, thì hôm nay anh Trung có ghé. Anh Trung cũng đã nói sơ qua rồi, thì em cũng xuất hiện tí để anh em biết mặt với nhau trên sóng truyền hình. Rồi, anh chị quan tâm thì alo truyền hình trực tiếp em Bell ngay ngã ba Tín. Cái này là địa chỉ ở đâu em hả? Quốc lộ 20. Quốc lộ 20, Linh Gia Đức Trọng. Ngay ngã ba Linh Gia nha quý anh chị. Rồi, tiếp tục theo em Trung nó vô phần bên trong. Chào vâng, chào quý anh chị nhá. Thì ngày hôm nay em Trung lại ghé Đại Ninh ngay ngã ba nha quý anh chị. Thì quốc lộ 20 thì anh chị quan tâm thì alo truyền hình trực tiếp. Và tất cả cái ngày hôm nay thì em Trung cũng báo giá cập nhật những mẫu xe trên cửa hàng tại Salon ô tô Thành Phát nha quý anh chị. Thì anh chị quan tâm mẫu xe nào thì alo truyền hình trực tiếp và tất cả mọi cái cũng còn rất là nhiều sự lựa chọn cho quý anh chị. Nói chung là ở đây cam kết với quý anh chị rằng bán xe không lỗi nhá, và những xe đời cao, và đặc biệt thêm cái nữa là có hỗ trợ banh cho quý anh chị. Cả cái thì ngày mai thì anh chị sẽ đi theo chân em Trung một vòng, có những cái xe gì và em Trung sẽ báo giá cập nhật cho quý anh chị. Từ hơn 300 triệu thôi, 320 triệu anh chị đã sở hữu được một cái mẫu xe đời cao thương hiệu Hàn Quốc. Thì anh chị quan tâm giao lô truyền hình trực tiếp và tất cả cái đi vô trong nhà thì anh chị quan tâm cái mẫu xe nào thì alo truyền hình trực tiếp nhá. Thì trước tiên thì em Trung báo cho quý anh chị một em cái này là Kia Sorento 2021 bản full máy xăng số tự động. Thì tiếp tục anh chị sẽ đi theo chân em và vô trong này thì anh chị quan tâm thì alo truyền hình trực tiếp. 2021 bán cho quý anh chị với cái giá 1 tỷ 150. Đây quý anh chị này, nội thất của em nó thì cái bản này là bản máy xăng nhé quý anh chị, full máy xăng đó. Anh chị quan tâm thì alo truyền hình trực tiếp và tất cả cái anh chị cần quay chi tiết thì alo đó. Và tất cả cái thì và tiếp tục đây nữa, lại một em Toyota Innova 2018, xe này có hỗ trợ banh cho quý anh chị nhá. 2018 form mới, mẫu mới, và tất cả các anh chị quan tâm thì alo truyền hình trực tiếp. Đây quý anh chị, biển số 49 đó, tất cả cái có hỗ trợ banh, giá bán cho quý anh chị thì ngày hôm nay em Trung báo giá truyền hình trực tiếp cho quý anh chị luôn, 575 triệu hỗ trợ banh cho quý anh chị nhá. Form mới, tất cả các anh chị về chạy dịch vụ gia đình cũng rất là ok, và tất cả cái nội thất của em nó này, nói chung là cam kết với quý anh chị rằng ở đây là xe không lỗi như quý anh chị. Và số điện thoại truyền hình trực tiếp 0981005005 tại ngay ngã ba Tài In nhé quý anh chị, ngay ngã ba Tài In, Innova 2018 2.0e. Nói chung là anh chị con này thì Sơn Rin hầu như cả con rồi đó. Và tiếp tục đây nữa, lại một em Hyundai Accent, xe này là đời 2012 trắng ngọc trinh đó, giá cũng rất là yêu cho quý anh chị. Đây vô lăng tất cả cái rất đẹp, số tự động thì ở trong này toàn bộ là số tự động, và chút xíu nó có Everest và bán tải số sàn. Em Trung quay chi tiết và tất cả cho quý anh chị, giá bán cho quý anh chị 320 triệu. Xe này đời 2012 nhé quý anh chị, 2012 đó, rất ok. Thì chắc em Trung cũng phải mời em nó vô giới thiệu và tất cả cái cho quý anh chị luôn đó. Anh chị quan tâm thì alo truyền hình trực tiếp, số điện thoại đây nhé quý anh chị, alo truyền hình trực tiếp số điện thoại này 0981005005. Và đây em Bell. Thôi mình tự giới thiệu về cái bản thân của mình ấy. Em là bên Salon Thành Phát, thì hôm nay anh Trung có ghé hỗ trợ anh em lên sóng mấy cái em này để giao lưu với anh em gần xa. Anh Trung cũng đã nói sơ qua rồi, thì em cũng xuất hiện tí để anh em biết mặt với nhau trên sóng truyền hình. Rồi, anh chị quan tâm thì alo truyền hình trực tiếp em Bell ngay ngã ba Tín. Cái này là địa chỉ ở đâu em hả? Quốc lộ 20. Quốc lộ 20, Linh Gia Đức Trọng. Ngay ngã ba Linh Gia nha quý anh chị. Rồi, tiếp tục thêm Trung nữa vô phần bên trong nữa, xem là có những cái xe gì trong này. Em Trung sẽ báo giá tất cả cái cập nhật cho quý anh chị luôn. Đó. Cũng rất là yêu luôn chưa? Rồi, tiếp tục đây nữa, lại một em Soloto 2021, xe này Odo chuẩn của em nó 20.000 km, tất cả cái đều rin toàn tập và chưa một vết sân dặm nha quý anh chị. Có hỗ trợ banh cho quý anh chị, giá bán cho quý anh chị 430 triệu. Thì tất cả cái thì anh chị quan tâm alo truyền hình trực tiếp. Và tiếp tục đây nữa, lại một em bán tải BT hai cầu số sàn bán cho quý anh chị 2014 nhá, 430 triệu cho quý anh chị. Và tiếp tục đây vô nữa, còn Everest ở bên kia. Rồi, tiếp tục đây nữa, lại một em Kia
K3, xe này là 2015. Nói chung là đồ chơi con này thì phải nói là Kia thì anh chị cũng thừa hiểu là nó là thương hiệu của Hàn Quốc rồi. Nhìn cái mặt anh chị thấy không? Đó, cái mặt của em nó thì tất cả cái từ xưa từ đời cũ tới đời thấp và tất cả cái hầu như toàn bộ là giống nhau, nó chỉ có dài ra và ngắn hơn thôi. Đó, nhìn cái mặt em đó là biết Kia K3. Đó là đồ chơi thì cũng khá khá là nhiều. Bán cho quý anh chị 435 triệu. Đời 2015 nha quý anh chị. Thì anh chị quan tâm mẫu xe nào và muốn cần trả giá tụt quần, cứ gọi điện vô số 0981005005. Đó, thì anh chị quan tâm mẫu xe nào thì cứ truyền hình trực tiếp vào tất cả mọi cái. Ở đây mình hỗ trợ banh ngân hàng có nhanh không em hả? Người khách hàng mà bỏ ra khoảng bao lâu thì mình lấy xe về nha? Bao nhiêu tiền thì lấy xe về? Tùy dòng với lại là CV của khách hàng phải chuẩn. À, ok, CV khách hàng phải chuẩn. Rồi, tất cả cái trong tỉnh Lâm Đồng nha quý anh chị. Đây, ô tô tỉnh hát. Và tiếp tục đây nữa lại một em Everest 2014, máy dầu turbo. Tất cả một cái anh chị thấy không? Nhìn chuẩn chỉ. À, em giới thiệu cái xe này luôn đi. Thì cái chiếc này là 2014, nói chung là nỉ là theo xe hết luôn. Còn lớp theo xe là còn hai cái. Còn cái sau này, cái sau luôn. Xe này là nó đẹp đây quý anh chị này. Nhìn này từng những cái chi tiết này, nó đẹp 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 từng những cái chi tiết này quý anh chị này. Sơn rin hầu như cả xe. Sơn rin hết, hộp mè đầy đủ luôn. Đát vỏ đây quý anh chị. Đây này, 2014 vẫn còn. Đát vỏ 2014 vẫn đang còn nhá. Nỉ trong này thì như mới. Đây quý anh chị, xe này là đang còn nỉ zin. Và tất cả một cái này quý anh chị này, anh chị quan tâm thì alo truyền hình trực tiếp. Đó. 2014, cái xe này mình bán bao nhiêu tiền em hả? Xe này mình bán là 475 triệu. 475 triệu. Em nó thì mang màu bạc nhá quý anh chị. Nói chung 2014 mà giá này thì cũng không có đắt. Rẻ so với lại một cái xe như vậy, một cái chất xe như vậy thì thật sự là quá là ok. Cái này Odo nó chạy được nhiều chưa ta? Odo nó là 80, hơn 8 vạn rồi. À, hơn 8 vạn, cái là 80 ngàn, cho 80 ngàn đi quên chị. Anh chị nhìn từng cái gọi là cái bon điện này, rất là ok. Và trần của em nó thì nói chung là những cái xe trong này, salon thì anh chị đừng nói với lại lỗi. Cam kết với quý anh chị rằng xe không lỗi nhá. Và có hỗ trợ banh cho quý anh chị. Thì anh chị quan tâm cái mẫu xe nào thì cứ chụp lại cái màn hình và cần quay chi tiết hoặc alo truyền hình trực tiếp số 0981005005. Em nó sẽ tư vấn tất cả cái nhiệt tình cho quý anh chị nhá. Thâu đêm suốt sáng cũng được, vẫn được, ok tất cả mọi cái. Được cái anh em trai này rất là nhiệt tình nhé quý anh chị. Đây, một em BT thì ngày hôm nay em Trung cũng giới thiệu cho quý anh quay chi tiết luôn. Anh chị thấy không? Nhìn nội thất của em nó là phải nói là rất là đẹp. Này, da rất là mềm nhé quý anh chị. Này, bóp, đắn bóp tất cả cái hai cầu điện nha. Đó, số sàn. Anh chị đây, tiếp tục đây nữa lại một màn hình Android thì anh chị thấy chưa? Đồ chơi ngập chưa, full chưa? Màn hình camera xe là đầy đủ. Đầy đủ camera hành trình luôn nha. Đấy, màu trắng. Anh chị là hợp phong thủy màu trắng và tất cả hợp phong thủy màu nào thì ở đây có sẵn cho quý anh chị luôn. Đây, hàng ghế sau quý anh chị này căng đét mẩy như gái 18 luôn. Đây, hàng ghế sau anh chị thấy không? Không có vết xẹp. Anh chị thấy không? Nhìn phê chưa? Đấy. Rất là đẹp. Đó, anh chị mua về thì chỉ việc sử dụng và xài thôi. Anh chị cần quan tâm alo truyền hình trực tiếp tất cả cái salon ô tô Thành Phát. Số điện thoại 0981005005 cho quý anh chị nha. Có hỗ trợ bánh nha, những xe đời cao. Và tiếp tục đây nữa lại em Trung lại thấy một em Kia Cup. Xe này đời 2009. Đồ chơi khủng luôn quý anh chị này. Đó, đèn bi và tất cả cái. Anh chị nào về mua cái xe này về làm đám cưới ha, tất cả cái đều ok hết nhé quý anh chị. Xe này bán bao nhiêu tiền em ơi? 330 triệu nha. Rồi. Đó, anh chị quan tâm thì alo truyền hình trực tiếp và tất cả các em Trung quay lít sơ. Xe thể thao hai cửa. Đây quý anh chị. Đây, nội thất của em nó này. Rất là phê. Nói chung là đồ chơi con này ngập luôn rồi quý anh chị ạ. Biển số Sài Gòn, anh chị quan tâm thì alo truyền hình, muốn ủy quyền, muốn mua bán tất cả cái đều ok hết nhé quý anh chị. Hai bô rồi, đó, Kia Cup. Thì thôi, trên cửa hàng còn vài mẫu xe và tiếp tục đây nữa quý anh chị này. Em xe tải, đây,
xe này cũng bán luôn những quý anh chị, tại vì anh trai này anh không có thời gian chạy nữa thì xe này cũng bán cho quý anh chị luôn. Đó, thì anh chị quan tâm mẫu xe này thì alo truyền hình trực tiếp, tại vì em Trung không có chuyên môn xe tải nhá. Có số điện thoại dưới luôn. Đó, tất cả cái rất là nhiều sự lựa chọn cho quý anh chị. Quan tâm mẫu xe nào thì cứ chụp lại cái màn hình. Thì thôi, cuối video thì em Trung cũng chúc quý anh chị nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Và hẹn gặp lại quý anh chị những video tiếp theo nhé.